Công an phong tỏa khám xét một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương. Chiều 28 tháng 2 tại trung tâm đăng kiểm 6108D ở Bình Dương, có hàng chục cảnh sát đã phong tỏa ở bên ngoài cổng để lực lượng chức năng khám xét bên trong. Trung tâm đăng kiểm 6108D nằm trên quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến 18 giờ cùng ngày, cổng ra vào trung tâm này đã bị phong tỏa với sự giám sát của nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động. Bên trong trung tâm đăng kiểm, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ. Đây là động thái của Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Nhiều người dân đi đường đã dừng xe để đứng xem, được công an nhắc nhở, rời khỏi hiện trường và yêu cầu không quay phim, chụp ảnh. Hiện Bình Dương có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 25 dây chuyền kiểm định. Cuối năm 2022, một trung tâm ở thành phố Dị An đã bị tạm ngưng hoạt động vì vi phạm phòng cháy chữa cháy.